Anh chị anh tem đầu kia rồi. Và chú ở gần đây thì yên tâm ấy, không sợ đâu. Số một cộng 6 kia nào với điều khiển. Em ơi, thế thì lúc mà chị muốn nó để nó không phải khóa, nó không đóng được, không phải khóa. Nó không phải chế độ mà để không khóa cổng như này không khóa. Không có chế độ đấy. Chị phải mở khóa. À, chị mở khóa kia đây. Ờ, nó đẩy tay bình thường, khóa tay. Để sáng ra thì đưa con đi học xong rồi bà giúp được bà đến cách nhau từ 15 phút thì là không sợ, cậu hiểu không? Thì để như thế rồi cho bà vào. Còn cửa trong này bà cứ gọi yên cho mình mở gọi điện thoại.